cuối 2017, dư luận xôn xao trước bức tâm thư ca sĩ Giang Mai Hương công khai chia tay gamer thủ trai sau nhiều năm gắn bó. Đó cũng chính là người đã khiến cô từ bỏ cả hào quang sân khấu vào thời điểm tên tuổi được nhiều người chú ý để có thể ở gần bên và chăm nom người yêu. Thế nhưng, những bất đồng trong quan niệm sống đã khiến cả hai không thể tìm được tiếng nói chung và sau cuối đành lòng dừng lại trong nuối tiếc. Giang Mai Hương và gamer thủ trai cũ. Ngày mai, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu thế hệ, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh, và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác, đẹp tươi hơn. Giang Mai Hương nhắn nhủ. Sau khi chia tay, Giang Mai Hương quay trở lại với âm nhạc, còn người yêu cũ của cô cũng đã bén duyên với Á hậu Tú Anh. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc được tổ chức trang trọng vào tháng 7 năm 2018. Mới đây, sau gần 2 năm chia tay gamer thủ trai cũ, Giang Mai Hương bất ngờ chia sẻ trên Facebook một góc của tờ giấy đăng ký kết hôn ghi tên cô. Thông tin này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Rất mau lẹ bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội với những lời chúc mừng cô tìm được bờ bến hạnh phúc thế hệ sau những chuyện buồn đã qua. Vì khá kín đáo tiếng nên hiện tại, danh tính của chú rể vẫn chưa được hé lộ. Một góc tờ giấy đăng ký kết hôn được Giang Mai Hương chia sẻ trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, những bức ảnh chụp chung của Giang Mai Hương với một người đàn ông bị che mặt bị rò rỉ trên mạng cũng khiến nhiều người đồn đoán rằng đó chính là gamer thủ trai thế hệ của cô. Trong ảnh, Giang Mai Hương và gamer thủ trai đi dấn mặc đồ cùng màu, xoàn xuyên đứng gần nhau khi chụp ảnh và khá thân thiết với hội gamer thủ đi cùng.